chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề chắc chắn sẽ được rất nhiều bạn quan tâm. Đấy chính là PC gaming giá rẻ. Và đã rất là lâu rồi mình chưa làm về PC game giá rẻ. Chắc là khoảng tầm 1 năm trước gì đấy thì mình có làm một bộ PC như là 7 triệu hay sao ấy. Nhưng mà đã sau 1 năm rồi, giá cả nó cũng đã biến động rất là nhiều rồi. Giá CPU của Intel thì phải nói là rất là đắt. Nhưng mà các bạn hãy nhớ, đấy chính là AMD gần đây đã cho ra mắt dòng Athlon 200GE, một dòng CPU hướng tới phân khúc chơi game phổ thông rất là tốt. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng build một bộ PC để chơi game, nhưng mà giá của nó sẽ là chưa đến 7 triệu đồng. AMD Athlon 200GE nó là một sản phẩm chiến lược của AMD trong thị trường chơi game phổ thông. Với mức giá vào khoảng 1,4 triệu, nó rẻ hơn CPU rẻ nhất của Intel hiện tại, đấy chính là G54, tới tận là gần 600.000. Nhưng mà với 200GE các bạn vẫn có đủ là 2 nhân thực và 4 luồng xử lý. Và tất nhiên sức mạnh của AMD thì nó sẽ luôn yếu hơn là Intel. Và khi chấm bằng Cinebench R15 thì nó cho kết quả đơn nhân nó kém hơn khoảng tầm 15%, đa nhân kém hơn khoảng tầm 7%. Nhưng bù lại các bạn có một điểm ăn tiền nhất ở trên 200GE, đấy chính là các bạn sẽ có nhân đồ họa tích hợp là Vega 3. Nó tích hợp tới 12 nhân TMU cùng với cả 4 ROP. Và Vega 3 cũng hỗ trợ đầy đủ những định dạng decode như là HEVC, H265 hay là VP10. Và khả năng chạy tốt những định dạng 4K Netflix hay là khả năng xuất màn hình lên đến là 5K. Nhưng mà tất nhiên chắc chắn các bạn sẽ quan tâm nhất đấy chính là với khả năng chơi game của Vega 3 sẽ như thế nào. Nhưng mà vấn đề đó mình sẽ dành cho nửa sau của video. Bây giờ chúng ta sẽ đến với việc là tìm bo mạch chủ cho hệ thống này đã. Và tất nhiên với tiêu chí đấy chính là giá rẻ thì mình sẽ lựa chọn một bo mạch chủ cũng sẽ phù hợp theo thôi. Nhưng mà sự lựa chọn của chúng ta sẽ là không phong phú lắm đâu. Với đây thì mình sẽ có một sự lựa chọn, đấy chính là bo mạch chủ Arok A320M HDV. Và mình đánh giá thì đây sẽ là một sự lựa chọn ổn nhất trong phân khúc này rồi. Với mức giá khoảng tầm 1,4 triệu, chúng ta sẽ có là khe Ultra M2 hỗ trợ ED NVMe nhá, một khe PCI Express X16. Nhưng mà với CPU Athlon 200GE thì nó sẽ chỉ hỗ trợ cho các bạn là X8 mà thôi. 2GB RAM hỗ trợ tối đa là bớt 3200, nhưng mà con 200GE nó cũng chỉ hỗ trợ tối đa cho các bạn là 2666 nhá. Và cuối cùng các bạn sẽ có thêm đấy chính là 4 cổng SATA 3. Cổng kết nối ở phía sau, phần cổng kết nối IO phía sau, các bạn sẽ có 2 cổng USB 2.0, 4 cổng USB 3.1 Gen 1, 1 cổng PS2 và cùng với những cổng xuất màn hình ví dụ như là DVI hay là HDMI, rồi là cổng D-SUB, cổng LAN và cuối cùng các bạn sẽ có là những cổng audio 5.1. Và tất nhiên ở phân khúc phổ thông chúng ta sẽ không thể nào mà đòi hỏi được chính là về hệ thống LED RGB màu mè được rồi. Và thiết kế của mainboard này thì nhìn chung nó cũng chỉ ở mức cơ bản và đủ dùng cho các bạn mà thôi. Vì chúng ta sẽ sử dụng là card onboard, thế nên mình chắc chắn các bạn sẽ phải lựa chọn bớt RAM là cao một chút. Và nó sẽ phải cao hơn là 2133, một mức rất là cơ bản. Và mình đã lựa chọn ở đây thì chính là 2 thanh RAM Avesia DDR4 bớt 2400MHz với tổng dung lượng là 8GB. Mặc dù 4GB là ở mức là tạm chấp nhận được, nhưng mà để sử dụng một cách thoải mái cộng với việc là các bạn sẽ phải share RAM cho card đồ họa tích hợp thì 8GB sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm thoải mái hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể vừa chơi game vừa bật nhạc hay là lướt Facebook mà không lo bị tràn RAM. Để lưu trữ dữ liệu thì do nhu cầu của mỗi người sẽ là khác nhau. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì giá của SSD phải nói là nó cực kỳ rẻ rồi. Thế nên việc dùng SSD thay HDD và ở trong hệ thống giá rẻ mình nghĩ là hoàn toàn có thể. Và ở đây mình đang sử dụng là một chiếc SSD KingFast chỉ có giá là 999.000. Nhưng mà dung lượng của nó là lên đến là 240GB, đủ cho các bạn chứa hệ điều hành hay là một vài game hay chơi. Và tất nhiên mình sẽ chỉ tính là những game online đấy nhá. Nếu mà các bạn chơi nhiều những tựa game offline nặng thì việc lựa chọn ổ cứng là 1T hay là 2T ổ HDD thì nó sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn để chính là ưu tiên lựa chọn SSD hơn trước nhá, bởi vì nó sẽ tránh được lỗi full disk mà các bạn thường xuyên dùng HDD sẽ biết đấy. Do công suất tiêu thụ của hệ thống này nó khá là ít, thế nên việc lựa chọn nguồn các bạn sẽ không cần phải lựa chọn những bộ nguồn nó quá là cao, mà chỉ cần chọn một bộ nguồn vừa phải là đã có thể đủ dùng được rồi. Ví dụ như là mình lựa chọn ở đây đấy chính là bộ nguồn First Player công suất là 350W, như vậy là đủ rồi. Mặc dù nó có mức giá khá là dễ chịu là chưa đến 500.000, nhưng mà với bộ nguồn của First Player các bạn sẽ được hỗ trợ rất nhiều tính năng an toàn, ví dụ như là Active PFC. Rồi các bạn cũng có một đường 6 pin để dành cho trường hợp nếu như các bạn muốn nâng cấp lên card đồ họa tối đa là GTX 1050T. Dây nguồn 24 pin của các bạn cũng được bọc lưới để nhìn nó kiểu game thủ cũng như là gọn gàng hơn một chút. Đây là một điểm cộng so với cả những sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Và cuối cùng là vỏ cây, chiếc Simatec Scorpio. Nó là một sự lựa chọn rất hợp lý dành cho những bạn nào đang sử dụng những hệ thống MATX như thế này, bởi vì nó sẽ giảm độ chống của vỏ cây xuống rất là nhiều và nhìn nội thất nó sẽ được đầy đặn hơn. Với Simatec Scorpio nó được trang bị khá là đầy đủ những thiết kế thời thượng như là mặt Mica trong suốt ở hai bên này, tấm che nguồn và khu vực DJ nó khá là gọn gàng. Và ngoài ra để thông thoáng hơn thì mặt trước các bạn cũng sẽ có hai quạt LED 12cm LED đỏ đã được lắp sẵn nhé. Hai slot này đã được lắp sẵn
và ở phía sau và phía trên các bạn sẽ có thêm 2 slot quạt nữa để các bạn có thể nâng cấp về sau. Về mặt hiệu năng, mình nghĩ chắc chắn các bạn sẽ rất quan tâm bởi vì dù sao nó cũng là một bộ PC chơi game giá rẻ. Và trước khi tắt game thì các bạn hãy nhớ nhé, đấy chính là các bạn hãy update tất cả driver của nó lên phiên bản mới nhất ở trên trang chủ của AMD. Và tiếp theo là các bạn hãy set VRAM của nó ở trong BIOS ấy, từ 1GB lên 2GB. Và sau khi các bạn làm như vậy thì hiệu năng của bạn sẽ tăng lên được khoảng là 10%. Và mình nghĩ việc các bạn kéo VRAM của các on ấy, từ 1GB lên 2GB với tổng dung lượng RAM của nó là 8GB thì mình nghĩ là cũng không đáng kể đâu. Nói chung là các bạn vẫn có thể sử dụng rất là tốt. Điểm qua những tựa game online cơ bản thì có vẻ như là 200GE nó đáp ứng khá là tốt với độ phân giải là Full HD khi cho hiệu năng nó ổn định. Với cả limit huyền thoại mình để thiết lập là tối đa nhé. Và mình vẫn có thể vi vu ở mức FPS trung bình là 60. Và kể cả là combat lớn thì nó cũng chỉ tụt xuống là khoảng tầm 56 mà thôi, không bao giờ dưới 50. Và lên cao nhất là khoảng tầm 80 ở giai đoạn đi đường đầu trận. Còn với chuyển qua một tựa game nặng hơn là Dota 2 thì nó có nặng hơn một chút đấy. Và chắc chắn các bạn sẽ không thể nào mà chơi được ở là max setting. Nhưng mà ở medium setting, có nghĩa là setting trung bình ấy, thì nó cũng không thể nào mà làm khó được 200GE. Bởi vì mức khung hình trung bình mà các bạn thu được nó vẫn tầm là 50fps. Và có xuống thấp nhất thì nó cũng là tầm 4 mấy thôi, nó không xuống 30 thì có nghĩa là nó vẫn rất là mượt. Và đây cũng là mức khuyến nghị của mình khi các bạn chơi tựa game là Dota 2, bởi vì như thế này thì combat nó mới mượt. Chuyển qua một tựa game nữa, đấy chính là FIFA Online 4. Thì mình đã kiểu như là mình hơi nhẹ tay một chút và mình để thiết lập của nó là ở mức là low, có nghĩa là thấp nhất ấy, thì nó vẫn có thể chơi được ở là 65fps, có nghĩa là FPS trung bình là 65. Thì nó quá là mượt đối với một tựa game đá bóng như thế này. Và việc lựa chọn là RAM Dual Channel và đẩy mức VRAM lên là khoảng tầm 2GB thì nó cho hiệu ứng rất là tích cực, đấy chính là nó đã đẩy hiệu năng của nó lên đến là khoảng tầm 20% so với việc các bạn chỉ dùng một thanh RAM duy nhất. Và cuối cùng mình test đấy chính là với CSGO. Thì ở mức thiết lập là low thì các bạn vẫn có thể chơi được ở mức là tạm ổn khi mức FPS sẽ khoảng tầm từ 55 cho đến tiệm cận là 60. Và không thể nói đấy chính là nó quá mượt ở trong tựa game CSGO được, bởi vì 60 nó cũng chỉ là một mức FPS nó khá là cơ bản đối với cả CSGO thôi, nhưng mà nó cũng đã đủ để cho các bạn trải nghiệm tựa game này rồi. Có một tin hơi buồn, đó chính là chúng ta sẽ không thể nào mà chơi được những tựa game bom tấn ở trên bộ PC này, bởi vì như mình test với những tựa game bom tấn mà mình đề cập đến ở đây, đấy chính là PUBG hay là Fortnite này, rồi là Rise of Tomb Raider hay là Far Cry 5, vân vân và mấy mây, thì lượng FPS trung bình ở cả 4 tựa game mà mình đã thử nghiệm ấy thì nó rất là thấp. Và mình thậm chí mình đã đẩy độ phân giải của nó xuống là HD thì tình trạng giật lag của nó vẫn xảy ra khá là liên tục. Và nói chung thì trải nghiệm của mình là rất là tệ. Vì vậy nếu như các bạn muốn chơi những tựa game offline và đặc biệt là những tựa game nặng thì mình nghĩ anh em nên trang bị cạc rời và cỡ là GTX 1050 trở lên để có được trải nghiệm tốt nhất. Và các bạn hãy cứ yên tâm nhé, là 200GE nó chỉ có là hỗ trợ PCI X8, nhưng mà nếu như các bạn sử dụng những VGA là từ GTX 1060 3GB đổ xuống thì nó vẫn có thể đáp ứng được rất là tốt. Do là CPU dòng phổ thông và có mức TDP khá là thấp là khoảng tầm 35W, cùng với cả hai quạt điều gió ở đằng trước của cây ấy, thì mức nhiệt tỏa ra của chiếc 200GE này nó là không nhiều. Như các bạn có thấy thì nhiệt độ của CPU của chúng ta chỉ dao động ở trong khoảng 50 độ mà thôi. Và những thành phần khác, ví dụ là mainboard hay là vân vân thì nó cũng chỉ ở mức là dưới 40 độ. Một con số phải nói là cực kỳ mát mẻ mà các bạn không thể nào thấy được ở trên những hệ thống PC khủng. Và ngoài ra còn một điểm nữa mà ở trên hệ thống này mình muốn nhắc đến, đấy chính là khả năng đa nhiệm. Bình thường khi các bạn chơi game, chắc chắn các bạn sẽ còn phải nghe nhạc hay là thỉnh thoảng alt tab ra để chat chít các thứ. Thì với 8GB RAM, mặc dù các bạn đã share cho cả con boss là khoảng tầm 2GB, các bạn chỉ còn là khoảng 6GB, nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được rất là tốt. Và trong thử nghiệm, khi mà mình đang chơi Dota 2 và mình bật 5 tab Chrome cùng với cả nghe nhạc trên YouTube và chat chít qua Garena Plus, thì RAM nó cũng chỉ tiêu tốn là khoảng tầm 4.5GB mà thôi. Các bạn vẫn dư khoảng tầm 1.5GB để các bạn có thể làm nhiều việc hơn, làm việc một cách thoải mái hơn. Và cũng như trong thử nghiệm đa nhiệm của mình thì với mức CPU load của nó cũng không nhiều, mặc dù là đang chơi game rồi là làm lướt web vân vân thì nó cũng chỉ load tầm 50% CPU, còn VGA sẽ dao động từ 80 cho đến 100%, còn RAM ổ cứng các thứ thì rất dư để cho các bạn dùng. Thì mình nghĩ đây là một con số nó rất là lý tưởng để cho các bạn sử dụng. Với tổng mức giá của tất cả những linh kiện mình đã build vừa rồi là khoảng tầm là 6.6 triệu. Và nếu mà các bạn có tính thêm cả chuột, bàn phím, màn hình các thứ nữa thì nó cũng lên khoảng tầm là 9-10 triệu. Và các bạn khi so với cả đối thủ của nó, đấy chính là Intel G5400, thì nó vẫn có những lợi thế nhất định khi các bạn chơi game ở trên card on. Bởi vì với 5400 các bạn phải mua thêm card rời nữa thì nó mới gọi thực sự là mạnh. Và các bạn cảm nhận như thế nào với một bộ PC giá rất rẻ như thế này, phải nói là rẻ nhất trong phân khúc gaming rồi, thì các bạn hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.